Và sau khi một hồi đục lỗ noa này, hơn cái chuối đây, các bạn nhìn thấy bên trên thân nó đây, bên trong này rỗng xiên từ đây xuống dưới tận dưới đất luôn để làm lỗ thông hơi. Và cho hai phần này mình sẽ nhét noa đây, nhìn nào. Bây giờ mình sẽ nhét noa vào cho các bạn xem. Đây, mình đang sử dụng cái noa này, sẽ nhét là mình sẽ luồn dây lên đây. À, ta đã được một cái loa nhét vào đấy, giờ mình sẽ nhét thêm một cái loa nữa. Trước khi nhét thì sẽ nối với cái loa bên trên này. Sẽ nối dây vào hai cái này loa này. Và bây giờ mình sẽ nhét nó vào. Nhét vào và cấp thêm cái mạch khuếch đại âm thanh cho nó nghe, cho các bạn nghe cái âm thanh nó như nào. Đây là loa chế từ cây chuối nhá. Đó, rất chi là bá đạo luôn.
Phần này lát nữa mình sẽ chêm sau. Không thì để vào cũng được này. Đó. Ở đây sẽ nối thêm cái mạch với đại âm thanh vào. Và sau khi mình đã đấu nối xong một cái mạch khuếch đại âm thanh vào cái loa chuối này thì giờ mình sẽ cắm cái thẻ nhớ vào cho các bạn xem âm thanh nó như nào. Đấy, các bạn thấy đây, sau khi mình ấn shift top thì nó dừng luôn đây. Giờ mình sẽ tiếp ấn tiếp tục cho các bạn nghe. Để biển biển kêu con nước lớn rồng, đất quê ta xanh xanh triền lá, dặn ngãi vào lá qua rừng châu. Giặc lội giao nước dưng thành đầu, anh ở đầu sông em cuối sông, chung dòng nước dàm có đông. Thường nhau ta hẹn nhau mùa tới, anh đó bây giờ mình sẽ chuyển sang một bài hát nhạc remix xem nó phê chuối như nào nhé. Đây là cái loa chuối, nó cảm giác nghe phê chuối đây. Sẽ chuyển sang bài remix nhé.
Như các bạn nghe thấy vừa xong âm thanh của cái loa chuối này, cảm giác như nào? Mình đang nghe trong cái hình dung mình cảm giác bị phê chuối. Rất là bá đạo cái loa chế từ cây chuối như này. Các bạn nghe âm thanh nó rất là bựa luôn. Mình nghe thấy khá là hay, âm thanh khá là chập bổng và trong trẻo. Bây giờ mình sẽ bật tiếp cho các bạn nghe xem âm thanh như nào nhé. Đây, và sau khi các bạn nghe âm thanh của loa phê chuối như này, cảm giác bị phê chuối đó như này, cái loa chế từ cây chuối này rất chi là bá đạo luôn. Từ trước đến nay đây là màn chế loa bá đạo nhất từ của mình đấy. Các bạn thấy video này nó hay không? Cây chuối có thể biến thành loa đó như này đấy. Nếu các bạn thấy thích video này của mình thì hay thì hãy nhấn ngay vào nút like nhé, và đừng quên nhấn ngay vào nút chia sẻ giúp mình để chia sẻ với tất cả mọi người cùng biết nhé. Và các bạn đừng quên nhấn ngay vào nút subscribe để đăng ký kênh nhé. Có video gì mới nó sẽ cập nhật dành cho các bạn. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem.